Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Getafe và câu lạc bộ Athletic Bilbao. Đây là trận đấu thuộc vòng 34 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 4 tháng 5 và theo đánh giá thì câu lạc bộ Athletic Bilbao sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Getafe với mức kèo là 0,25, mức kèo cũng có thể tăng 0,5 và hạ xuống còn là kèo đồng, mức tài xỉu là 2,25, 2,5 và hai trái tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có tạo một kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo, thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nhé. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này, các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của Getafe và Athletic Bilbao thì hai đội toàn hòa cả năm. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Getafe, Getafe thắng 2, hòa 2 và thua 1. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Athletic Bilbao thì Bilbao thắng 1, hòa 2 và thua 2. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Getafe được chấp 0,25 nhé. Vì sao? Mặc dù trận này Getafe gặp lại Athletic Bilbao thì bị đánh giá cửa dưới, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì Getafe cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu so với Athletic Bilbao đâu. Thứ hai nữa thì nếu như hai đội mà kết thúc trận này với một tỷ số hòa nào đó thì chúng ta chọn Getafe được chấp, chúng ta cũng thắng kèo. Và thứ ba nữa thì ở lượt trận này thì Getafe có được điểm tựa trên sân nhà, cộng với phong độ nó cũng đang ổn định hơn so với Athletic Bilbao, thì biết đâu Getafe sẽ làm nên chuyện với một chiến thắng trước Athletic Bilbao thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Getafe được chấp, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu là 2,25, 2,5 và hai trái. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội á, thì đa phần cũng không có nhiều bàn thắng được ghi. Và ở những vòng đấu gần đây, cả Getafe lẫn Bilbao đang có hiệu suất ghi bàn cũng còn hạn chế. Dự đoán cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu có ít bàn thắng. Có thể là hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là hòa một đều hoặc 1-0, nghiêng về cho Getafe trận này. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo xỉu 2,25 nhé. Ở mức hiệp 1, mức kèo là kèo đồng và tài xỉu là 0,75. Dự đoán hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và mọi thứ đang ổn định hơn so với đội khách thì có thể là Getafe họ cũng sẽ không chịu thua Bilbao ở hiệp 1 đâu. Thậm chí là hiệp 1 Getafe mới là đội sẽ có một bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Getafe kèo đồng nha. Và đá nhẹ cái tài dưới 1. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Getafe và xỉu. Ở hiệp 1 chọn Getafe, đá tài dưới 1. Chúc các bạn may mắn.